Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Chính để qua giới thiệu cho quý vị và các bạn một số may ha. Đây em chào anh. Dạ chào anh Tấn. Chào cô chú đam mê mai vàng, hôm nay em có số phôi giao lưu cùng cô chú. Hình thức ship thì bao sóng bao ship. Tầm quắc luôn. Dạ. Có cây tàn đó thì chắc 200 cây quá. Rồi. Cái tàn chắc nằm ở cuối clip ha. Dạ dạ. Rồi mình vào mã số đầu tiên là mã số 1 luôn ha anh. Dạ. Đây mã số 1 nhưng quý vị. Rồi, cái hoành em đó. 35 hoành. Rồi, 35 hoành. Rồi, chiều cao luôn. Rồi, cao 60. Rồi, xoay xoay luôn. Con số tay cạnh ha. Để đây quý vị. Cụ để cũng bự nữa ha. Để đều. Giá luôn nhiêu anh? Dạ, 1,5 triệu nữa. Rồi, 1,5 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Chắc cũng yêu thương dễ chơi ha quý vị. Mã số tiếp theo là số 2. Rồi, cái quanh em nói luôn ha. Để cộng nào nó chẳng chẳng ha. 34. Rồi, 34. Rồi, chiều cao luôn. 46 cao. Rồi, xe xe luôn, 46 cao. Để là cộng nào nó chẳng chẳng ha quý vị, vàng tươi luôn. Giao luôn nha anh. Dạ, 1,1 triệu. 1,1 triệu của quý vị. Rồi, xuống cây. Dạ, yêu thương luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 3. Cũng đẹp đẹp mắt đây ha. Rồi, cái hoành đó nha, cái cổ đó là nhiều. 27 hoành, 28 yếu rồi. Rồi, cho chiều dài nó luôn nha. Dài tới cái đuôi luôn đi. Rồi, cái đó là nhiều. 45. Rồi, xoay xoay luôn. Rồi, giống luôn như anh. Dạ, 750. 750. Rồi, xuống cây. Giá này là bao gồm phí vận chuyển cây tới nhà rồi nha quý vị. Rồi mã số tiếp theo số 4 ha. Đấy quạnh. 30 anh, 31 rồi tính hơn 30. Một yếu yếu. Rồi chiều cao luôn. Này coi. Dáng dáng cũng tựa con gì quá nè, không có đuôi. 46 nữa. Cao. Không có đuôi ha quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Dạ, 650. 650. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 5. Rồi, cái quanh. 30. Rồi, chiều cao luôn. Nhiêu anh? Mét mấy anh? 1m05. Rồi 1m05. Mầm xanh cực mạnh luôn. Rồi xuống bị đế luôn á quý vị. Đế nè. Rồi giá luôn nhiêu đây anh? Dạ 750. 750. Giá yêu thương. Rồi xuống cây. Giá này là bao gồm mà phí vận chuyển cây tới nhà luôn rồi nhưng quý vị. Rồi mã số tiếp theo là số 6. Số 6 ha. Phu thê. Dạ, số 6. Rồi em đó. Dạ, 28. 28. Em bên đây. 25. Rồi, xây chậm chậm cho quý vị mình xem cái đường thân trước đi ha. Rồi mình cho chiều dài hai em đó ha. Ôm nó nằm lên nhau luôn à. Chiều dài của em này là nhiêu? Dạ 69. 69 chiều dài em kia. Hết đuôi luôn. Hết luôn. 53. 53. Rồi, xe xe chậm chậm cái gì nghĩ kỹ nha. Đó. Ôm nhau đùa giỡn đang đùa giỡn. Dính bài luôn. Cái rễ này hai cái rễ này nó dính nhau luôn ha. Dính bài luôn. Rồi. Rồi giá luôn nhiêu đây anh? Dạ 3,2 triệu. 3,2 triệu bao ship luôn rồi nhưng quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn, mã số 7 luôn quý vị. 7 lên cây luôn. Đâm chồi nảy lọc hết trơn ha, cây rất là mạnh ha quý vị. Rồi cái hoành em đó. Dạ 38 hoành. Rồi chiều cao luôn anh. 116. Rồi 116. Cây cây rất là mạnh ha. Đâm chồi nảy lọc và xùm xê hết trơn ha.
để cọng nạo này chản chản luôn. Rồi giao lưu nhiêu đen? Dạ 2 triệu. Rồi 2 triệu rồi quý vị ơi, giá cũng yêu thương ha. Thì giá này bao gồm là phí vận chuyển cây tới nhà rồi nha quý vị, nghĩa là bao phí ship toàn quốc cho quý vị đó. Là mã số 8 ha. Rồi, 8. Rồi cái hoành. Dạ 30. Hoành 30. Chiều cao 1m6 anh. Rồi tầm 1m6. Thì em này cũng có số tay cành ở đoạn ngay vị trí này ha. Đây về mình có thể mình róc sạch, mình tạo tay cành mới ha quý vị. Đây là đế nè quý vị, đế nơm cộng bự đi ha. Đó. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Dạ tiểu tư. Tiểu tư quý vị ơi. Rồi xuống cây mã số 8 nha. Rồi tiếp tục mà chắc khoảng 3 người mới lên nổi cái mã số 9 nè. Số 9 nè khá là bự, cái bầu cũng bự luôn, cái cây cũng bự luôn. Chú Hoành trước anh. Dạ, chú cái Hoành trước nha quý vị. Mình áp sát vô cho quý vị nghe cái Hoành ha. Cây này bự nè. Dạ 46 Hoành. Đó, ha. 46 Hoành ha. Còn, nếu mà quý vị đo chạc xuống xíu nó là 50. Lấy 46 nha quý vị. À, quý vị ngắm nghía cái đường thân em nó ha. À, chiều cao luôn. Cao tới cổ là dạ 90. 90. Đo cái giót. Rồi, có cái giót trên đó nhiều. Dạ 20 vậy. Rồi, còn 20. Rồi, xây xây luôn. Đó quý vị nghía đường thân em nó ha. Hai thân ôm. Ôm sát luôn ha. Có số tay cành. Nhìn khéo cây ha. Rồi mình xuống đế đây quý vị. Đế cộng bự bự không à. Đó. Đều bầu luôn. Rất là lực đế ha. Rồi giao luôn nhiêu đây anh? Dạ 6,5 triệu. 6,5 triệu bao ship? Dạ bao toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Dạ. Rồi 3 người xuống cây. Đó. Việc ha. À, rất là nặng ha. 10. Rồi mã số tiếp theo số 10 luôn quý vị ơi. Rồi mã số 10. Em này mình cho cái Hoành trước ha. Rồi em này có đế dưới cũng giữ ha. Cũng đặt ra cho dưới trần. Dạ 30 yếu tính 29 nè. Rồi chiều cao nó khoảng nhiêu đây? 1,5 m. Rồi 1,5 m ha. Thì em này cái dáng hơi siêu siêu nhẹ ha. À, con số tại cành. Mầm xanh tược mạnh luôn. Đó, đâm chồi nảy lọc hết rồi nè. Vì an tâm vì sự sống của nó ha. Thì rất là mạnh nha quý vị. Rồi để luôn. À, để đều hết trơn ha. Cộng bự bự không nè. Đặt kẹo hết trơn nè. Rồi giữ luôn nhiêu đen? Dạ tiêu 8. Tiêu 8 là quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mấy rồi? Mã số như là 11 ha. Dạ cái này 11 anh. Rồi 11 thôi quý vị. Cao tước đi. Rồi. Dạ 1m35. Rồi 1m35 cái Hoành. Rồi, rồi, rồi đúng né rồi. Cái mục cho để rồi. Né mấy cái vết cắt cái ha. 33. Rồi 33. Cái Hoành 33. Con số tay cành luôn. À quý vị, tay cành em nói đây ha. À. Rồi để nó luôn. Đây. Để đây quý vị. Đó. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Dạ 1,3 triệu. 1,3 triệu. Dạ yêu thương luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 11. Ôi, ôi ôi, ui, mã số 12 phụ. Khá nặng à. Số 12. Một người khiên thể nệ luôn đó. Rồi mã số 12. Cái Hoành khá to nè. 4 mấy anh? Dạ 41. Rồi 41 Hoành. Để kéo xuống rồi. Kéo xuống đó. Xíu nữa thì nó ra nhiêu? 44. 44. Đó, thì cái vị trí thì đo, mà đo cao lên trên thì 41 ha. 1m35. Rồi cao 1m35. Đo trịch trịch xuống xíu ra 44 ha quý vị. Đó, tính 41 Hoành là chắc cú luôn. Đó. Hôm nay cũng mầm xanh tược mạnh rồi quý vị, đâm chồi dạ, nảy lọc rồi ha. Đó.
Rồi mình xuống đế luôn nha quý vị. Đế thì nguyên bệ luôn, cọng nào cọng nấy chản chản ha. Đó. Rồi, giá luôn nhiêu đây anh? Dạ 2 triệu. Rồi, 2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, quý vị nếu mà có đến tận nhà chở thì em này còn có 1 triệu mấy ha, không tới 2 triệu ha. Trừ tiền phí vận chuyển cây cho quý vị luôn. Cây mà hoành 41 mà có 2 triệu mà chở tới nhà rồi ha quý vị. 33 hoành. Rồi, hoành 33. Em này hình như mã số 13. Dạ, tới cao tới là mặt bầu luôn. 1m1. Rồi, cao tới mặt bầu luôn thì 1m1. Trắng siêu siêu. Em này tông lũa. Lũa. Đó. Đây vị trí lũa nè quý vị. Đó là cũng đã xử lý sạch rồi ha, xử lý sạch trét keo luôn rồi ha. Dạ. Này cũng kỳ công à, này đục đẽo cũng lâu lắm à. Đây nó có cọng rễ nó bị hư rồi, em cắt, hư cắt ra nó bị dẫn dẫn. Đó. Mà cũng xanh tươi đàng hoàng chứ không có chết. Nếu mà giờ mình dạ, ủ lại có thể ủ, ủ giá thể lại ha. Dạ. Tạo rễ cám lại. Rồi, giao luôn nhiêu đây anh? Dạ, 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, xuống cây. Mã số 13 nha quý vị. 1,2 triệu. Một em lũa. Một quý vị thích tông lũa thì chốt em đó về chơi ha. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 14. 14, một em này cũng tàn ha. Cũng lỡ lỡ đây ha. Đó. Cái quành luôn. Em này cái đế cũng tựa tựa có con thú đâu đâu nó nằm đâu dưới đó. Dạ 25 hoành. Rồi hoành 25. Chiều cao khoảng nhiêu đây? Chắc mét cao hết lên đang chắc 8. Mét 7, mét 8 vậy ha. Tầm dạ. Đó ha. Cái tán ngang nhỏ nhỏ xinh xinh, gọn gọn. Nhiêu anh? Cần mét ha. Mét ha, mét ha. Là tầm mét. Đây quý vị, cái này thì cũng được vô nhôm bẻ rồi nè, cũng bẻ lắng quắn rồi nè. Đây là già cây dữ ha. Mấy nách cũng lận cận mấy cái nách hết trơn ha. Dạ, lục cục ha. Rồi mình xuống đế luôn nha quý vị. Em này nó có cái vết sẹo ngay chỗ vị trí cái tay coi. Dạ, nó đang kéo da nó liền rồi nè. Đang kéo vô bóp vô. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Đó, này cũng tựa con thú đang nằm nè. Đó, có cái đuôi ha. Đế thì đẹp ha quý vị. Thú nè. Đó. Trong đây còn cái ghế lót. À, cái này mã số 14 ha. Dạ. Giao luôn như ra. Dạ 1,8 triệu anh. Rồi 1,8 triệu ha quý vị. Rồi, mình xuống cây. Rồi, em này chắc để ở dưới ha anh. Mà dạ, để ở dưới luôn. Mà tàn mã số 15 quý vị. Này cao khoảng mấy mét anh? Anh ước lượng giùm em. Đâu anh ấm thước vô cái mấy ước lượng được. Rồi cái đó là 1,5 m cộng ở trên chắc khoảng tầm 80 hay gì đấy ha. Là khoảng tầm là 2,3 m đây ha quý vị, cao khoảng 2,3 m ha. Rồi tán ngang em này chắc khoảng tầm 1,5 m đi. Hết thước dày đó ha. 1,5 m có hơn, tính 1,5 m đi. Đó. Rồi quý vị mình ngắm nghía và tay cành ha, dạng xương luôn ha. Đó. Trên đỉnh nè. Rồi mình rà từ từ xuống ha. Anh này cái thóc thân nó như ra. Dạ 45. Rồi thóc thân là 45, tính 44 cho nó đẹp luôn đi. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. 31 hoành à, 30 đi. 31 rồi. Thì nó hơi ấy. Rồi 30 đi cho chắc ha. Nó hơi xéo đầu thước. Rồi để luôn nè quý vị. Để ha quý vị ngắm nhớ kỹ bộ đế em nó ha. Rồi mã số 15. Mình giao luôn như anh. Dạ 2,7 triệu bao ship 200 cây anh. 2,7 triệu bao ship cho gì là 200 km ha. Dạ. Còn không anh? Dạ hết anh. Hết ha, 15 mã số ha. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Để quý vị trong quá trình xem quý vị cảm thấy là ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Chính ha. Thì số điện thoại anh Chính thì mình để trên phần tiêu đề nha quý vị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.